Xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo chuỗi clip giới thiệu về hệ thống phòng cháy chữa cháy, hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hộp đập trong hệ thống báo cháy. Hộp đập hay còn gọi là nút nhấn khẩn cấp được lắp đặt tại những nơi dễ thấy của hành lang các cầu thang để sử dụng khi cần thiết. Thiết bị này cho phép người sử dụng chủ động truyền thông tin báo cháy bằng cách nhấn hoặc kéo vào công tắc khẩn, báo động khẩn cấp cho mọi người đang hiện diện trong khu vực đó được biết để có biện pháp xử lý hỏa hoạn và di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm bằng các lối thoát hiểm. Hộp đập thường được gắn trên tường và lắp cách mặt sàn khoảng 1,5 mét. Hộp đập thì có nhiều loại: hộp đập dạng nút ấn, hộp đập dạng đập vỡ kính, hộp đập dạng kéo chốt. Hộp đập có cấu tạo là một công tắc điện dạng thường hở. Khi bị tác động, công tắc này sẽ đóng mạch, kích hoạt tín hiệu và gửi về tủ trung tâm báo cháy. Hộp đập thường được thiết kế để hạn chế những tác động không mong muốn. Tại tòa nhà Mobifone nơi tôi đang làm việc, được lắp đặt hộp đập có địa chỉ dạng kéo chốt. Ở điều kiện hoạt động bình thường, chúng ta có thể thấy đèn LED chớp nháy màu xanh. Khi tình trạng báo động được kích hoạt bằng cách kéo chốt này, thì công tắc sẽ đóng mạch kích hoạt tín hiệu gửi về trung tâm tủ báo cháy. Đèn LED sẽ chuyển sang nháy màu đỏ để chỉ tình trạng báo động. Sau khi kích hoạt, nút nhấn này sẽ không tự trở về trạng thái chờ bình thường được. Vì vậy, chúng ta phải reset lại nút ấn bằng cách gạt trả lại công tắc về trạng thái ban đầu. Vừa rồi tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hộp đập hay còn gọi là nút nhấn khẩn cấp trong hệ thống báo cháy. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.